Quân đội Trung Quốc mạnh hay yếu sau 40 năm toàn lực thay đổi? Kính chào quý khán giả của Radio Việt. Điều gì đáng sợ hơn một đạo quân đông đảo? Có lẽ đó là một đạo quân đông đảo lại còn được trang bị vũ khí hiện đại. Quá khứ đã qua đi, ngày mà hàng triệu lính Trung Quốc phải chịu đựng những cuộc hành quân dài ngày, sống trong cảnh khổ cực và sử dụng những loại vũ khí thô sơ với da thịt để đối phó với sức mạnh hỏa lực kinh hoàng của quân địch. Ngày nay quân đội Trung Quốc đã tiến bộ rất nhiều. Họ được trang bị vũ khí tiên tiến nhất và chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi hình thức đe dọa. Mặc dù không đạt được những sự mạnh mẽ như các thế lực như Hoa Kỳ hay Nga, nhưng quân đội Trung Quốc cũng đã vượt xa phần còn lại của các quốc gia khác. Trong những ngày đầu thành lập, sau khi giải phóng thì quân giải phóng Trung Quốc sở hữu lực lượng đông đúc, thế nhưng thiếu hụt về công nghệ và những trang bị hiện đại. Nhận thức được điều này, lãnh đạo Liên Xô đã cống hiến hết mình để hỗ trợ Trung Quốc xây dựng một lực lượng vũ trang tiên tiến hơn, thông qua việc cử đội ngũ chuyên gia chuyển giao công nghệ quân sự và cung cấp các công nghệ tiên tiến khác. Sau khi Liên Xô rút cố vấn do cuộc mâu thuẫn Xô-Trung xảy ra, Trung Quốc đã tự mình phát triển công nghệ quân sự. Họ đạt được những thành tựu như sản xuất nội địa máy bay chiến đấu cương kích Q-5. Đây là biểu tượng của sự tiến bộ trong ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Sau này, khi quan hệ Mỹ-Trung được bình thường hóa, Trung Quốc bắt đầu học hỏi và hợp tác với nhiều nước phương Tây trong lĩnh vực quốc phòng. Từ năm 1977, các phái đoàn quân sự của Trung Quốc đã viếng thăm nhiều nước bên ngoài khối xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là tại Tây Âu và Hoa Kỳ, để tìm hiểu thêm về công nghệ quân sự tiên tiến của họ. Thay vì mua các hệ thống vũ khí hoàn chỉnh, thì Trung Quốc lại tập trung vào việc mua từng bộ phận, từng thiết bị, hoặc những công nghệ cụ thể và thường ký thỏa thuận đồng sản xuất để chia sẻ công nghệ và kiến thức. Điều này đã cho thấy sự chuyển đổi và chấp nhận của Trung Quốc trong việc áp dụng các tiến bộ từ phương Tây, mở rộng cơ hội hợp tác kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng quốc tế và tạo điều kiện cho việc sao chép công nghệ của phương Tây. Từ đây ta thấy được rằng Trung Quốc đã chủ trương sao chép vũ khí và hướng tới tự sản xuất trong tương lai. Trên mặt tổng quan về quân số, lực lượng quân đội của Trung Quốc bao gồm khoảng 2.285.000 lính chính quy, 800.000 quân dự bị và 1,5 triệu lính vũ cảnh. Con số này có vẻ là rất lớn, nhưng nếu so với dân số khổng lồ lên đến 1,8 tỷ người thì nó vẫn còn thấp hơn rất nhiều. Đáng chú ý, lực lượng quân dự bị lại ít hơn rất nhiều so với lực lượng chính quy nếu không tính tới lính vũ cảnh. Điều này đã phản ánh chiến lược mới của lãnh đạo Bắc Kinh, đó là họ đang dần cải tổ mô hình quân đội dựa vào quân số lớn sang mô hình quân đội Mỹ, đó là tập trung vào cơ giới hóa bộ binh, lấy sức cơ động và hỏa lực bầu trời làm cốt lõi. Nhiều người vẫn luôn cho rằng vũ khí của Trung Quốc toàn là sao chép và kém chất lượng. Nhận định này có phần đúng và cũng có phần sai. Sau sự kiện Thiên An Môn, Trung Quốc đã liên tục bị Mỹ và phương Tây cấm bán vũ khí sát thương. Trong tình thế đó, nhân lúc Liên Xô sụp đổ, Trung Quốc đã lợi dụng thời điểm này để mua từ Liên Xô càng nhiều công nghệ càng tốt. Cùng với đó là phát triển hệ thống tình báo chiến lược để tập trung sao chép công nghệ. Những sản phẩm không chất lượng là bởi vì họ chưa có nguyên mẫu, chỉ có tài liệu mà thôi. Nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện của 30 năm về trước. Giờ đây vũ khí của Trung Quốc nhái lại đều tốt hơn bản gốc rất nhiều. Có thể kể tới một số cái tên như FN-06 phòng không vác vai, xe tăng viễn thông 4 hay tên lửa Đông Phương 9. Về ngân sách quốc phòng của Trung Quốc vào năm 2023, đã đạt 1,55 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 224,8 tỷ đô. Vượt xa 32 lần so với ngân sách quốc phòng của Việt Nam. Mặc dù có quan hệ đối tác quân sự mạnh mẽ với Nga, nhưng Trung Quốc thì vẫn không ngừng nâng cao năng lực quốc phòng bằng cách đầu tư vào phát triển và sản xuất thêm các loại vũ khí tiên tiến. Những nỗ lực này không chỉ giúp họ duy trì và củng cố sự thống trị về quân sự trong khu vực, mà còn mang tới cho họ một vai trò quan trọng hơn trên toàn thế giới. Nếu bị lực lượng mặt đất của Trung Quốc tấn công, chúng ta sẽ phải đối mặt với một cơn mưa đạn từ hệ thống phá phản lực SR-5. Thiết kế của SR-5 khá giống với hệ thống phá phản lực phóng loạt M270 của Mỹ, với cơ cấu phóng được bố trí ở phía sau xe chủ đạo và hai mô đun phóng mỗi bên. Điều này cho phép SR-5 có khả năng phóng tên lửa đạn đạo hoặc các loại đạn khác một cách chính xác và hiệu quả. Bên cạnh SR-5, phía Trung Quốc còn sở hữu các khẩu pháo tự hành sinh hoạt 15, được lắp đặt trên các xe tải với các khẩu pháo có đường kính là 155 ly. Hệ thống nạp đạn bắn tự động của sinh hoạt 15 cho phép nó khai hỏa với tốc độ nhanh hơn nhiều
so với các hệ thống pháo binh của đối thủ. Điều này giúp Trung Quốc duy trì và nâng cao khả năng tấn công mạnh mẽ, đáp ứng được các yêu cầu chiến lược và chiến thuật hiện đại trong các tình huống chiến tranh đa dạng và phức tạp. Khác với Mỹ và Nga, lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Trung Quốc được đánh giá là khá yếu. Máy bay ném bom H-6 được đưa vào sử dụng từ 1959. Nó hoàn toàn lạc hậu hơn so với các đối thủ tương tự của Mỹ như B-2 Spirit và gặp khó khăn lớn khi phải đối mặt với các hệ thống phòng không hiện đại. Đáng chú ý, H-6 chỉ là loại máy bay ném bom chiến lược tầm trung. Nó không phải tầm xa như B-52 hay Tu-95 của Mỹ hay Nga. Cho tới khi mẫu máy bay ném bom chiến lược H-20 được hoàn thành, thì lực lượng không quân chiến lược của Trung Quốc vẫn tiếp tục phải đối mặt với các hạn chế và dễ bị áp đảo bởi Hoa Kỳ hay Nga. Sự phụ thuộc vào H-6 cũng là một nhược điểm khá lớn, đặc biệt là trong bối cảnh các quốc gia khác đang tiếp tục phát triển và nâng cấp các nền tảng không quân chiến lược của họ. Ngoài ra, để chi viện cho bộ binh, Trung Quốc còn có trực thăng chiến đấu Z-10. Đây là loại trực thăng có vai trò chủ yếu cho việc hỗ trợ hỏa lực trên chiến trường và tiêu diệt các xe tăng đối phương. Với bán kính chiến đấu lên đến khoảng 300 km, trực thăng Z-10 được trang bị tên lửa không đổ đất, bom và pháo tầm ngắn cho phép nó tạo ra áp lực lớn với các hệ thống phòng thủ của đối phương. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ lực lượng bộ binh và xe tăng trong các chiến dịch tấn công. Nhờ vào sự đa năng và khả năng di chuyển linh hoạt của Z-10, Trung Quốc có thể tăng cường hỏa lực và sức mạnh chiến đấu của mình trên mọi địa hình, bao gồm cả những khu vực có địa hình phức tạp, giúp chi viện hỏa lực hiệu quả ở những nơi không thích hợp triển khai tăng thiết giáp với số lượng lớn. Tiếp đó là thành đô WZ-10. Đây là một loại máy bay không người lái có tính năng tàng hình. Tính đến năm 2017, nó đang được Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô phát triển cho các nhiệm vụ trinh sát và tấn công chính xác. Nó được trang bị tên lửa không đổ đất, tên lửa hành trình và cả bom cho các nhiệm vụ khác nhau. Với khả năng tác chiến vượt trội Type 055, có thể đối phó hiệu quả với cả tàu ngầm và tàu chiến mặt nước. Nó vượt xa các thế hệ tàu chiến của Trung Quốc trước đây. Điều này là kết quả của sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ và chiến thuật tác chiến của Hải quân Trung Quốc. Ngoài ra thì cũng không thể không nhắc tới sức mạnh của lực lượng tàu ngầm Trung Quốc. Quốc gia này sở hữu một đội hình tàu ngầm rất đáng nể, với 46 tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel, 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và 4 tàu mang tên lửa đạn đạo liên lục địa với khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Việt Nam chúng ta mới chỉ có 6 tàu ngầm lớp kilo do Nga sản xuất. Mặc dù công nghệ tàu ngầm của Việt Nam góp phần tiên tiến hơn, thế nhưng sự áp đảo về số lượng của Trung Quốc là rõ ràng và không thể phủ nhận. Tuy lực lượng quân sự của Trung Quốc không hề yếu song so với nguồn lực của Hoa Kỳ, nếu như xảy ra một cuộc chiến, tổng lực Trung Quốc vẫn còn kém rất xa. Và để đối phó với tình hình này, Trung Quốc cũng đã tích cực xây dựng một lực lượng hạt nhân mạnh mẽ. Hạt nhân được xem là mũi nhọn quan trọng, đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ phải trải qua những thời kỳ nhục nhã như thời kỳ nhà Thanh từng phải đối mặt trong quá khứ. Giống như nhiều quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử khác, Trung Quốc cũng sở hữu bộ 3 vũ khí hạt nhân chiến lược, bao gồm máy bay ném bom hạt nhân, tàu ngầm chở đầu đạn hạt nhân và hệ thống phóng tên lửa hạt nhân. Tuy nhiên, máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc khá chậm chạp, kỹ thuật thấp và tầm hoạt động hạn chế. Điều này thì làm cho chúng ít thích hợp trong các cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực. Sức mạnh quân sự và khả năng chiến đấu của Trung Quốc kết hợp với một chiến lược quân sự và một nền kinh tế vững mạnh đã làm nổi bật rõ sự lo ngại và tác động tới bất kỳ một cuộc xung đột nào có thể xảy ra trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc, câu hỏi rằng liệu lực lượng quân sự của Trung Quốc có phải là một mối nguy tiềm tàng cho Việt Nam hay không? Câu trả lời không phải là vấn đề lớn. Lịch sử đã chứng minh rằng vào thời điểm cuộc khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra, quân đội nhà Minh cũng được biết đến là một trong những lực lượng quân sự mạnh mẽ nhất thế giới, với quân số đông đảo và được trang bị hỏa khí mạnh mẽ. Thế nhưng rồi lực lượng nghĩa quân của Việt Nam đã vượt qua tất cả những thử thách đó. Cha ông chúng ta đã đánh đuổi giặc ra khỏi bờ cõi và giành lại độc lập cho dân tộc. Do đó, lực lượng quân sự hiện nay của Trung Quốc cũng không phải là một nỗi sợ hãi. Nếu toàn dân Việt Nam chúng ta đoàn kết một lòng, điều quan trọng là sự đoàn kết và sự quyết tâm của dân tộc trong việc bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia. Tuy nhiên, chiến tranh sẽ chỉ luôn là giải pháp cuối cùng khi không có sự lựa chọn nào khác. Và do đó, hòa bình và giải quyết tranh chấp bằng đàm phán
cũng như quan hệ hợp tác là những phương pháp được khuyến khích và ưu tiên hơn